được phép. Cảm ơn công ty Olimax, chuỗi cửa hàng Thế Trọng Nước đã cho chúng tôi một sản phẩm rất là tuyệt vời, chất lượng máy rất là tốt, rất là ổn định. Và cảm ơn công ty, thực sự cảm ơn đã cho chúng tôi một giá trị thực sự, mang lại một sức khỏe tốt.